Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời bài 1.21, trang 16, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau: nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6.526.300 và 3.514.500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa và sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22.851.200 lượt khách. Hãy tính số lượt khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm. Vậy thì ở đây cô sẽ tóm tắt lại bài toán này như sau. Chúng ta sẽ thực hiện phần tóm tắt này ra nhé. Cô có ga số 1 là tiếp nhận được khoảng 8.526.300 khách, đúng ạ. Và ga số 2 là 3.514.500 khách. Rồi, nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3, có nghĩa bây giờ nhà ga chúng ta sẽ có tất cả là 3 nhà ga, đúng ạ. Nên là mỗi năm có thể tiếp nhận được 22.851.200 lượt khách, nghĩa là tổng số hành khách mà cả 3 nhà ga này tiếp nhận mỗi năm sẽ là 22.851.200 lượt khách, đúng không ạ? Vậy cô sẽ tóm tắt: ga số 1 cộng ga số 2 cộng ga số 3 sẽ bằng 22.851.200 lượt khách, đúng ạ? Đây là mỗi năm, đúng chưa? Vậy bây giờ đề bài hỏi ta là hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận. À, hãy tính hành khách của nhà ga số 3, đúng ạ? Vậy thì để tính số hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận thì chúng ta sẽ lấy, đầu tiên là bước 1, chúng ta sẽ phải tính tổng số hành khách của nhà ga số 1 và nhà ga số 2 trước, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ lấy 22.851.200, chúng ta trừ đi cái kết quả tổng này mà chúng ta vừa mới tính xong. Từ đó thì chúng ta sẽ tính ra được số hành khách mà ga số 3 tiếp nhận mỗi năm, đúng chưa ạ? Vậy từ đây cô và các em sẽ cùng đi trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này như sau. Đầu tiên cô sẽ đi tính tổng số hành khách mà ga số 1 và ga số 2 tiếp nhận mỗi năm. Cô có này, tổng số hành khách nhà ga số 1 và số 2 tiếp nhận là, tổng là chúng ta sử dụng phép cộng, đúng không ạ? Cô lấy lượt khách của nhà ga số 1 là 6.526.300. Cô cộng với nhà ga số 2 là 3.514.500. Và chúng ta được bằng. Chúng ta cộng lần lượt các hàng vào với nhau. Và chú ý khi mà chúng ta cộng các phép toán có nhớ, đúng không ạ? Kết quả đây là 10.040.800 người. Rồi sau khi chúng ta tính tổng rồi thì chúng ta sẽ lấy tổng số hành khách mà chúng ta nhà sân bay đã tiếp nhận mỗi năm, chúng ta trừ đi tổng số hành khách mà nhà ga số 1 và nhà ga số 2 tiếp nhận thì chúng ta sẽ được số hành khách mà nhà ga số 3 tiếp nhận mỗi năm, đúng không ạ? Vậy cô sẽ trả lời: số hành khách nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là, rồi chúng ta lấy tổng là 22.851.200 trừ đi cái tổng chúng ta vừa tính xong là 10.040.800 bằng. Rồi, chúng ta sẽ trừ đi. Cô sẽ được kết quả là 12 triệu
810.400 lượt khách mỗi năm đúng không ạ? Rồi và chúng ta nhớ có đáp số nhé. Lượt người đúng không ạ? Rồi, vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 1.21. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải 2.com để xem lời giải chi tiết của các bài tập khác. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong các video giải bài tập sau.